ai cũng nói, nhưng mà cô mừng. Dạ. Cô mừng là còn cái di tích của... Còn cái để mà truyền lại cho đời sau, để con cháu sau này nó hiểu là phường Củi là như thế nào, phường Xà là như thế nào, bến cá là ra làm sao. Dạ. À, con hiểu không? Con nghĩ đây là những cái phút giây để đời. Những ai mà sau này các em, các cháu mà có coi lại clip này thì nghe cô Điệp kể sẽ biết rằng là ở nơi đây, ngay chỗ cô cháu mình đứng đây là cái chỗ mà ngày xưa bà con lưới cá vô và hoạt động thu mua cá rất là tấp nập. Tấp nập. Tất cả từ ở dưới cửa mé, đồ binh bóng, đồ chân thành, đồ xuống đây hết. Dạ. Rồi còn đây mua cá để đi bằng xe đò, còn không thì đi bằng máy bay. Hồi xưa là cảng cá lớn nhất đó hả? Cảng cá lớn nhất. Hồi xưa đi máy bay là máy bay trực thăng hay vậy? Không, máy bay thường dân thường á chứ. Hồi xưa có máy bay thường dân luôn hả? Có chứ, có chở cá đi Huế, đi đồ đó. Bữa nào rồi con lên rồi cô kể cho con nghe là con còn viết tiếp mà. Rồi dạ. Viết nhà ông nội cô đời này nào nuôi cá rồi để sao nữa. Cô viết, cô đừng viết mà. Dạ rồi, cảm ơn cô Điệp ha. Miếu An Lạc tọa lạc tại đường phường Củi, bây giờ là đường Phan Đình Giót, và dưới một cái gốc cây gạo ở ngoài miền Bắc thì người ta gọi là cây mũ chôm, và nơi đây là một cái khu di tích lịch sử. Dạ, cho con hỏi buổi lễ cúng này là như thế nào á hả? Luôn. Dạ. Là nhằm lễ tế thu ngày rằm tháng 8. Dạ. Cái đây là hàng năm ha. Hàng năm. Dạ. Dạ, xin được kính chào quý vị cùng quay trở lại với em Lang Thang Nha Trang. Một buổi chiều tại đường phường Củi thưa quý vị. Em rất thích gọi những cái tên đường cũ, và ở đây thì bà con cũng rất là quen thuộc với tên đường phường Củi rồi. Và hôm nay thì em có trở lại nơi đây để một số công chuyện, tại vì vào sáng ngày mai em sẽ phát tặng những bà con lao động ở quanh khu phố này mỗi người là một phần gạo cũng như là một cái hộp xôi ăn sáng. Và hôm nay thì em có mặt ở đây nhà của chú Hải. Nhà chú Hải là sát bên cạnh cơm gà Kình Nam đó quý vị. Trong đợt vừa rồi em cũng đại diện đến cơm gà Kình Nam của ngày xưa, một cái quán rất là ngon, để phát tâm từ thiện dành tặng đến những bà con khó khăn ở quanh nơi này. Bây giờ thì em trở lại và nhờ chú Hải gửi những cái tấm lá phiếu này đến với bà con để ngày mai họ ra nhận quà ăn sáng. Chào chú Hải. Dạ. Bữa giờ bán được không chú? Cũng lai rai ha. Cho con quay nồi bún riêu của mình tí xíu ha. Ngon quá mà. Đây kính thưa quý vị, bún riêu của gia đình chú Hải. Chị đây bán trái cây ở phường Xài. Chào chị, bạn hàng mà. Đây là nồi nước lèo nè quý vị, nhìn cục riêu to lắm, nhìn đã lắm. Dạ, đây gia đình vui vẻ ha, có cháu ngoại. Chú Hải ơi, con nhờ chú Hải cầm giùm con mấy cái phiếu này nè. Nhờ chú Hải đi phát đến bà con, hẹn họ là 6 giờ sáng mai có mặt ngay tại đầu đường á. Nhận xôi với lại túi gạo. Không chào mình đây không? Dạ đúng rồi. Nhận xôi với túi gạo dành cho những người lao động nha chú. Rồi. Dạ. Nhiều khi phát cho mấy người già họ nằm chỗ thì họ không có đi được đâu. Rồi. Phát cho mấy người trong độ tuổi lao động mà lao động tay chân mà khó khăn á. Rồi cảm ơn chú Hải ha. Rồi. Cảm ơn ha. Dạ. Đây đường phường Củi là một cái nơi trung tâm văn hóa ẩm thực đó quý vị. Rất là nhiều món ngon sẽ bán ở nơi đây và bà con mình tới đây thưởng thức nhiều thứ lắm. Đây là bún riêu ha. Nhìn cục riêu này nhìn ngon lắm luôn. Cá sứa nè. Dạ. Chú Hải ơi, cho con hỏi thăm, chú Hải cũng là một người trong ban quản trị của miếu ha chú Hải? Làm trong miếu. Dạ.
cho con hỏi là bên miếu là đang có tổ chức buổi lễ cúng cúng bà là lễ tế thu á. Bà đệ bác tiên là sao ạ? Tên của bà là dạ. Của bà là đệ bác tiên nương. Bác tiên là bác tiên nương là thứ 8. Một vị tiên trên trời đó hả? Nhưng mà bà là vị thứ 8, bác là 8 á. Dạ. Ồ hay quá ha. Dạ để con đi qua bên miếu coi thử sao, bên đó đang rất là đông vui. Dạ, bên đây nè chị. Đây kính thưa quý vị, tạm biệt gia đình chú Hải. Thì em sẽ di chuyển vào trong miếu An Lạc. Bên trong miếu là đang thực hiện một cái nghi lễ cúng. Và đây là cúng ngày vía của bà đệ bác tiên nữ, bác tiên nương. Đường Phường Củi thì lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt và rất là nhiều những bà con bán hàng ăn hàng uống ở nơi này. Đây là quán bún bò. Bà đệ bác tiên nương thưa quý vị, miếu An Lạc. Dạ, cho con hỏi buổi lễ cúng này là như thế nào á hả? Lễ cúng này là tại cho Quốc Thái Việt Nam, thờ mẹ, đỡ bác tiên lương. Dạ. Là nhằm lễ tế thu ngày rằm tháng 8. Dạ. Cái này là hàng năm ha? Hàng năm. Dạ. Cái này là cầu Quốc Thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa. Dạ, con cảm ơn rất là nhiều. Dạ, như hội của mình là ở đâu tới hả? Đây là xã Ninh Đất. Dạ. Xã Ninh Đất. Xã Ninh Đất hả? Ở thôn nào ạ? Phú Hữu ha. Dạ. Wow, vui quá. Con cảm ơn. Dạ. Dạ, dạ. Đây là cúng mẫu ha. Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Đây kính thưa quý vị, đây là những cô chú anh chị trong hội, đây là múa bóng đúng không ạ? Dạ. Con cảm ơn đã chia sẻ nghe. Dạ. Đây những cái lễ hội vía bà vía mẫu thì thường có những cô đồng và trong những cái điệu múa bóng. Đây là những cái tập tục truyền thống từ hồi xưa đến giờ rồi. Dạ. Con chúc cả đoàn mình sức khỏe bình an. Dạ. Đây kính thưa quý vị, bên trong thì đang diễn ra miếu An Lạc, tọa lạc tại đường Phường Củi. Bây giờ là đường Phan Đình Giót và dưới một cái gốc cây gạo. Ở ngoài miền Bắc thì người ta gọi là cây mũ chôm. Và nơi đây là một cái khu di tích lịch sử. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng ở quanh nơi đây để mà gửi tặng đến những bà con cái lá phiếu. Hẹn họ ngày mai đến đây nhận quà. Chị ở trong xóm giá hả chị? Chị ở trong xóm giá hả? Chị biết những người lao động nào ở trong đó đó, chạy vô trong kiếm những người khó khăn á, gửi giùm em vài tấm lá phiếu nha. Hẹn họ là sáng ngày mai 6 giờ sáng ra tới đầu đường Phường Củi Trần Quý Cáp nè. Em sẽ tặng gạo và đồ ăn sáng 6 giờ đến 7 giờ sáng mai nha. Dạ em phiền chị gửi giùm em nha. Rồi cảm ơn chị. Chỗ đây thì có anh Hải. Có anh Hải chỗ quán bún riêu người ta lo rồi. Mình lo trong xóm này giùm em ha. Dạ. Không, anh Hải em phát rồi. Em nhờ đi phát rồi. Chị lo xóm giá giùm em thôi. Cảm ơn chị. Lấy giùm em một phiếu đi chị, lấy giùm em một phiếu đi. Sáng ngày mai nha. Sáng ngày mai nha, ra ngoài đầu đường đây. Từ từ đó chị, 6 giờ đến 7 giờ sáng mai nha. Dạ. Rồi tặng chị một phiếu, lấy giùm em một phiếu đi. Rồi, cảm ơn nhiều. Đây đây chị đưa đi, em đi bên kia. Bây giờ là tầm cũng 5 giờ rưỡi chiều rồi thưa quý vị. Liên hệ anh Hải đi. Liên hệ anh Hải đi. Thì liên hệ anh Hải đi. Tại vì gửi cho anh Hải rồi, cái này để em gửi xuống dưới.
Dạ dạ. Nếu như chiều nay không có thì sáng mai cứ ra đi nha. Dạ, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng ra tới đầu đường á. Dạ, cảm ơn anh. Đây, kính thưa quý vị, nãy giờ La nói chuyện với bà con mà quên mất ghi hình ở nơi đây. Ở đây thì bà con bán đồ ăn rất là nhiều. Ngay cái góc vòng cua đây nè. Bên đây là bán bánh canh, quán bên kia nữa mà hôm nay nghỉ rồi. Bên này thì những cái quán quanh miếu An Lạc. Dạ. À, nếu như mà chiều nay không có phiếu được, sáng mai cứ ra nghe, em gửi nha. Dạ. Trong đây cũng là một cái xóm đi vô đường Trần Quý Cáp. Ở đây những cái dãy nhà này thấy theo cái kiểu nhà xưa nè quý vị. Ở đây thì em có quen biết với một ông cậu là anh ruột của bà Mợ Tư, thì đang nằm trong ban quản trị của miếu An Lạc và đang thực hiện nghi lễ cúng rồi. Chỗ đây là quán bánh căn. Đường này thì lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt. Bên đây là những cái ngõ hẻm mà có thể thông qua được phía bên đường Bến Cá ra đường Phương Xài. Trong đây là quán cơm tấm. Chào mấy chị. Chào cô. Cho em hỏi ở đây có mấy người phụ mà khó khăn á, em gửi một hai cái phiếu nghe. Dạ đây nè. Không, phiếu này thì mời 6 giờ sáng mai ra ngoài đầu đường á, em gửi túi gạo với lại hộp xôi ăn sáng nghe. Dạ không, gửi cho mấy người khó khăn thôi, mấy người lao động thôi. Dạ cái này để em dành cho bên xóm sau, có 100 phần thôi à. Dạ đây nè, gửi thêm nè. Dạ chia sẻ ra giùm em ha, gửi cho mấy người phụ bán á. Dạ. Dạ 6 giờ đến 7 giờ sáng nha. Dạ rồi, chúc sức khỏe bình an. Bên đây là chỗ sửa loa. À, chỗ này á, là hầu hết là những bà con nào mà thích chơi loa đó quý vị, thích nghe nhạc mà có vấn đề về âm thanh thì có thể đem qua nơi này. Tại cái đây là cái chỗ rất là uy tín và nổi tiếng ở Nha Trang mình. Sửa loa đường Phường Củi, số 24 Phan Đình Giót, Nha Trang. Đây quá đông đúc náo nhiệt luôn. Đây là cơm chiên, còn bên đây là gỏi bạc khô. Cô ơi cho con quay hàng mình tí xíu nghe cô. Dạ hoan hỷ quá, vui quá. Đây kính thưa quý vị, gỏi bạc khô, một cái món ăn mà mang nhiều tuổi thơ của rất nhiều quý vị. Cái này là đu đủ hả cô ha, có khi có cà rốt nữa. Rồi cái này là gan bò hả cô ha. À bên đây là gan, bên đây là thịt. Dạ. Rồi ăn kèm với lại nước tương, rồi tương ớt, rồi giấm. Ồ, gửi chị một phiếu nghe. Dặn dặn giùm con đi, 6 giờ đến 7 giờ sáng mai nghe. Dạ con chào cô. Dạ. Dạ con đi vòng vòng Nha Trang thôi cô. Dạ. Con hả? Con lang thang Nha Trang.
Chúc cô sức khỏe nha, buôn mê bán đắt. Dạ. Đây là hẻm 141. Hẻm 41. Chỗ đây thì thông ra chỗ đường Bến Cá, có một cái ngôi chùa. Trong đây là một căn nhà phải nói rất là cổ xưa luôn. Và họ thì sống khép kín lắm. Bà con ở đây cũng không có tiếp cận gần gũi được. Nhà đẹp quá. Kiểu dáng nhà xưa. Ở phía bên đây là đi ra được Bến Cá và qua cầu Hộ. Lúc trước ở đây cái nhà này nè quý vị, có cái chỗ mảnh đất trống bán cơm gà cũng ngon lắm. Sau này thì xây lên cái ngôi nhà như thế này rồi, quá trời bự luôn. Đây là công ty xây dựng. Em quên, ở Nha Trang á, cũng có nhiều cô chú anh chị ở phương xa cũng có hỏi em rằng ở Nha Trang thì chỗ nào bán hủ tiếu ngon. Thì em xin phép thưa rằng ở ngay góc đường này, ngay ngã tư, em nói tên bây giờ đi để quý vị dễ hình dung, đường Phan Đình Giót và đường Bến Cá, ngay góc ngã tư, quý vị thấy cái chỗ Đỗ Linh, hủ tiếu Nam Giang mì Hoành Thánh, bán rẻ lắm, chỉ có 30 ngàn một tô thôi mà ngon. Đây nào quý vị. Chào cô. Ủa Linh đâu cô? Dạ. Cho con quay hàng mình tí xíu ha. Đây kính thưa quý vị, sáng chiều luôn. Hủ tiếu Nam Giang ở đây 30 ngàn thôi mà ngon lắm. Không tin quý vị cứ tới đây ăn thưởng thức, bảo đảm sẽ quay trở lại nhiều lần. Đây là một gia đình mà ngày xưa ở đường Tôn Đản nhà em đó quý vị. Mình còn làm nhạc không cô? Còn chứ ha. Dạ. Đây gia đình với những cái tên gọi rất là hay, không có thể nào mà không có nhớ đến được. Cầm ca Vũ Nhạc, Tiến sĩ Tuyền là những người con trong gia đình của ông Ngàn, bà Ngàn ngày xưa đó. Cái này là gan heo, bò viên, tôm, hành thánh. Cái này là thịt xá xíu, có cả thịt bằm nữa. Giờ này chắc cũng chưa nhiều người ăn cô ha, tầm khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ đó. Giờ đó là người ta đi ăn nhiều tới hết bàn luôn, không còn chỗ ngồi luôn. Dạ. Mời chúc cô buôn may bán đắt nghe, chúc cả nhà sức khỏe. Dạ. Đây kính thưa quý vị, ngay góc ngã tư luôn. Bà con nào có muốn thưởng thức cái món hủ tiếu Nam Giang thì ghé qua đây ủng hộ. Phía bên đây là đường Bến Cá. Quanh đây thì bà con đi lao động tay chân cũng rất là nhiều, những cái hộ khó khăn cũng nhiều lắm. Có một lần thì em cũng phát gạo cùng với lại đồ ăn sáng ở ngay trên cầu Hộ này. Tuy nhiên thì mật độ dân cư cũng như là số lượng và con khổ ở đây rất là đông, cho nên vào sáng mai em sẽ tiếp tục thực hiện thêm một buổi nữa, nhưng mà ở phía bên đầu đường. Em chỉ phát ra khoảng chừng 60 phiếu đến 70 phiếu thôi, còn giữ lại hơn 30 phiếu để dành tặng đến những người vào sáng mai khi họ có đi ngang qua mà hoàn cảnh khó khăn đó.
Bên đây là cô Điệp bán trái cây nè. Cô Điệp ơi, tặng cô Điệp một phiếu nè. Cho cái bà kia một phiếu nữa. Bà kia nữa ha. Dạ. Sáng ngày mai nghe cô Điệp. Sáng ngày mai 6 giờ đến 7 giờ. Đầu đường Trần Quý Cáp với lại Phan Đình Giót á. Con gửi túi gạo với lại xôi ăn sáng nha. Dạ. Nhớ nha cô Điệp, sáng mai 6 giờ sáng nha. 6 giờ sáng. Dạ, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Được rồi con. Bên đây là nhóm, đây là phường Cửa Đông đúng không con? Phường Cửa Đông, bên kia là phường Cửa Tây ha. Phường Cửa Đông. Bên kia đường mới là phường Cửa Tây, đây là phường Cửa Đông. Dạ. Phường Cửa Đông là đây nè. Cảm ơn nha, cảm ơn nghề tài trợ. Cô Điệp ơi, cô Điệp kể về hồi xưa bến cá ở đây hoạt động thu mua cá làm sao nè. Hoạt động hả? Đây là bến cá là cũng rộng ghê lắm nha. Rộng người ta chiếm hết nè. Rồi cái đây là cái sông bến cá. Còn cái đây là cái sông bến cá. Sông bến cá là cái bàn, từng bàn, từng bàn, từng bàn. Vậy là từng sở đàm á. Sở đàm là dũng án, thạch dự, hồn mung, hồn na, hồn nọc. Đồ đó là đây nè. Xong rồi nằm cá quay hồng lớn á, hồng lớn biển á. Hồng lớn là hồng nội, hồng ngoại đó. Hồng nội, hồng ngoại á. Dạ. Mình xuống biển mình thấy là nó đi về, đi vô tới đây. Vô tới đây luôn. Vô tới đây, vô tới sông này, sông rộng lắm. Dạ, sông rộng lắm ha. Sông rộng lắm mà giờ nó lấn chiếm hết rồi. Rồi nó đánh, mỗi lần mà sở đàm về là đánh trống trong cái đình ha. Đánh trống, ở trong miếu An Lạc đó hả? Không, đây là cái miếu này. Ủa, trong đây có miếu nữa hả? Có miếu hả? Dạ, miếu đó là miếu gì? Cái miếu thờ ông á. Ồ. Cái ông á. Ồ, dạ. Rồi mỗi sở đàm là bao nhiêu đôi. Bao nhiêu đôi đó đi về là mấy cái người điện biên, biển bán á là xuống ta thu tiền ngày hôm qua. Rồi ngày hôm nay để bán cá. Đủ thứ cá, loại cá, đồ cá bò, cá ngừ, đại dương, đồ đây này nhiều dạ. Quá lắm. Chắc như cái đó là đó. Những năm nào đó con, những năm nào? Trước năm 75. Dạ. Trước năm 75. Hồi xưa nữa chứ ha, chắc cỡ năm 4 mấy, năm mấy chứ ha. Xưa nữa đó. Xưa nữa là thế kỷ trước nữa. Dạ đúng rồi. Thế kỷ trước nữa, thành ra cái sông này là sông Trường Giang. Sông mà sâu ghê lắm nha. Dạ. Phải đi bằng đò. Không có cái cầu thì cầu gỗ thì phải đi bằng đò. Phải đi bằng đò. Rồi bên hộ, đây là bên hộ, còn bên này là Phú Dài. Của là Phương Dài. Dạ. Con biết sao là kêu Phương Dài không? Dạ sao? Tại vì nó có cái cây á, nó mọc cái cây lên, cái vỏ cây đó là nấu nước để nhuộm lưới, thành nhuộm lưới là màu đồ là cái Phương Dài. Mà cây xài đó là cây xài núi, không bao giờ có trái, thì có vỏ cây với lá cây để mà nhuộm lưới thôi. Dạ. Chứ không có gì hết đó. Trời ơi, phải nuôi là tấp nập luôn, địa danh này là khỏi nói luôn. Thành ra bởi vì bữa giờ nó cưa cây là cô cũng cầu mong nó làm công viên để khỏi mất di tích. Chứ không nó lấn. Dạ. Bây giờ chắc lấn không được đâu giờ. Bây giờ nó cưa cây rồi, vài bữa nó làm công viên rồi. Dạ. Làm công viên rồi là khỏi mất di tích. Cô mừng, ai cũng nói, nhưng mà cô mừng. Dạ. Cô mừng là còn cái di tích của, còn cái để mà truyền lại cho đời sau. Để con cháu sau này nó hiểu là phường củi là như thế nào, phường xà là như thế nào, bến cá là ra làm sao. Dạ. Con hiểu không? Con nghĩ đây là những cái phút giây để đời, những ai mà sau này các em, các cháu mà có coi lại clip này thì nghe cô Điệp kể sẽ biết rằng là ở nơi đây, ngay chỗ cô cháu mình đứng đây là cái chỗ mà ngày xưa bà con lưới cá vô và hoạt động thu mua cá rất là tấp nập. Tấp nập, tất cả từ ở dưới cửa bé, đồ binh bóng, đồ chân thành, đồ xuống đây hết. Dạ. Rồi còn đây mua cá để đi bằng xe đò, còn không thì đi bằng máy bay. Hồi xưa là cảng cá lớn nhất đó hả? Cảng cá lớn. Hồi xưa đi máy bay là máy bay trực thăng hay vậy? Không, máy bay thường dân thường á chứ. Hồi xưa có máy bay thường dân luôn hả? Có chứ, có chở cá đi Huế đi đồ đó.
Thì bữa nào rồi con lên rồi cô kể cho con nghe là con còn viết tiếp mà rồi dạ. Viết nhà ông nội cô đời này nọ mới cá rồi để sao nữa cô viết cô đừng viết mà. Dạ rồi cảm ơn cô Đẹp ha. Giờ cô Đẹp dọn hàng ha. Dọn hàng chứ để người ta dọn dọn. Rồi rồi mà. Không làm phiền cô Đẹp nữa, bữa nào con ghé con thăm cô một lần nữa nghe. Rồi con chào cô. Cảm ơn con. Dạ kính thưa quý vị, cô Đẹp bán trái cây ở ngay góc này là một nhân chứng sống ở khu phường Củi và bên cầu hộ này. Cô nhớ rất là rõ từ khi thủa cô còn bé đó, mặc dù bây giờ là tai biến rồi, bị tai biến, tay chân cũng không có được lành lặn như người ta để mà cầm bút, nhưng mà cô vẫn thích viết, viết về những hồi niệm, viết về những cái ký ức của mình và kể lại rất là chi tiết. Sẽ là một cái nhân chứng sống đầy ý nghĩa gửi đến những cái lớp sau này. Cô cũng nhiều lần khó khăn lắm trong cuộc sống thì không có khả năng mưu sinh như người ta, nhưng mà cô vẫn để dành tích góp tiền của để dành đăng báo và đăng bằng những cái lời viết của cô đó. Cô ơi, sáng mai cô có làm gì ở đâu không? Nhà cô ở đâu? Nhà cô đây. Dạ rồi, sáng mai con mời cô ra cái chỗ đường Trần Quý Cáp với lại Phan Đình Giót á, 6 giờ sáng mai nha. Con gửi túi gạo với lại đồ ăn sáng. Dạ tặng cô ha. Dạ. Nhưng mà không có nhận giùm nghe. Phiếu của ai thì nấy nhận nha. Dạ rồi, cầm giùm con. Rồi, cảm ơn cô ha. Dạ. Hẹn cô sáng mai nha. 6 giờ sáng. Dạ dạ. Nhà ngoại đâu ngoại? Con gửi ngoại một phiếu nè. Ở chỗ đầu đường Phan Đình Giót với lại Trần Quý Cáp á, 6 giờ sáng mai nha. Rồi gửi tặng cô một phiếu. Dạ. Rồi để con gửi giữ lại phiếu này ha. Dạ. Sáng mai nha, hẹn gặp 6 giờ sáng nha. Rồi em gửi anh. Dạ. Sáng mai nghe anh nha, 6 giờ sáng mai ha. Túi gạo cộng với lại đồ ăn sáng nha. Bây giờ tiếp tục nữa là xuống với lại đường Hương Lộ Ngọc Hiệp. Đây là ngay cầu hộ. Nước xanh lè luôn. Ở đây thì nhiều nước nhiều nhưng mà hôi lắm. Cái này cũng giống như Hội An đó quý vị. Nếu mà biết nạo vét lòng sông, cải tạo lại và để phục vụ du lịch thì còn gì bằng nữa. Đẹp lắm. Từ bên họ một vòng qua đường phường Củi thì nơi đây là một cái khu trung tâm văn hóa ẩm thực, sẽ có rất là nhiều những cái món ngon. Dạ thôi con gửi luôn cho sớm cô nè, gửi hết luôn đó. Dạ 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 thôi, chúc cô buôn may bán đắt nha, sáng mai gặp lại cô ha. Dạ. Bây giờ thì em đã trở lại đường Phường Củi và đang hướng về phía đầu đường. Ở Việt Nam đó quý vị, thì mỗi cái ngõ hẻm mà có treo cái cờ đây á, tức là thông báo rằng ở trong hẻm có gia đình tang chế và sẽ di quan ra từ cái ngõ đây luôn. Cắm cờ ở đầu ngõ nào thì sẽ di quan theo cái hướng đó. Đường này thì lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp, tấp nập và người mua kẻ bán. Bây giờ là tầm cũng 6 giờ rồi. Cả ngày luôn, từ trưa cho đến tầm khoảng 2 giờ chiều. Thời tiết có khi lên đến 36 độ C. Nắng rất là nóng. Rất là mừng và phải nói rất là ngưỡng mộ những bậc hào lão ở Việt Nam, ở Nha Trang nói riêng
Tại vì trong những cái lễ cúng bái tổ tiên, ông bà cũng như là những vị thần linh thì ở đây họ vẫn giữ được một cái nét truyền thống và hàng năm thực hiện rất là chỉnh chu, chu đáo. Bây giờ là buổi nghinh nè quý vị. Oh,
Dạ kính thưa quý vị, ở bên trong thì đang có rất đông những bà con ở phường Cửi này đang tập trung vô miếu An Lạc để cùng thưởng thức những cái điệu múa bóng của bà con ở Ninh Ích, Ninh Hòa. Tụi đây là làng Phú Hữu. Rất là đáng mừng và đáng khen, cũng như là dành hết những sự ngưỡng mộ tôn trọng đến những bậc hào lão ở phường Cửi, Phan Đình Giót này. Tại vì đến bây giờ này và chẳng những vậy mà còn nhiều năm sau, thậm chí là nhiều chục năm sau nữa, những cái hình thức truyền thống của dân tộc Việt Nam, của thời cha ông từ thuở xa xưa để lại vẫn còn tồn tại và lưu truyền đến hậu thế. Cảm ơn rất là nhiều một chút chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với em, cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh. Hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Chào tạm biệt, trân trọng.